Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Các bạn thân mến, gần đây, trên website của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á viết tắt là AMTI có đăng một bài viết cập nhật các hoạt động của Việt Nam ở Trường Sa. Bài viết của họ có tên là Chậm mà chắc Việt Nam nâng cấp Trường Sa. Trong chương trình hôm nay, tôi xin dịch nội dung bài viết này để quý vị nắm được tình hình xây dựng và củng cố ở quần đảo Trường Sa của nước ta. Bài báo viết, Việt Nam tiếp tục lặng lẽ nâng cấp các cơ sở ở quần đảo Trường Sa. Mặc dù có vẻ việc này không đối mặt với những phản ứng từ dân quân biển Trung Quốc như cách họ đang làm với Philippines gần đây, Việt Nam đã đóng giữ 49 tiền đồn trên 27 thực thể địa lý trong các vùng thuộc quần đảo Trường Sa. Trong 27 thực thể đó, chỉ có 10 nơi có thể gọi là đảo, số còn lại hầu hết là những dạng san hô ngập nước và bãi cạn. Đảo Trường Sa là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam và là trung tâm hành chính của họ trong khu vực này. Trong giai đoạn 2015-2016, Việt Nam đã tiến hành mở rộng hoàn đảo này với hành động cụ thể là kéo dài một đường băng nhỏ và tạo một cảng được bảo vệ. Tổng cộng, Việt Nam đã tạo thêm khoảng 40 mẫu đất thông qua quá trình sử dụng các thiết bị xây dựng để bồi lấp các bãi đá ngầm quanh đảo. Xin lưu ý, đơn vị tính là mẫu Anh, với mỗi mẫu bằng 4.000 m². Quá trình này tốn nhiều thời gian và ít gây ra tai hại cho môi trường hơn so với phương pháp bồi lấp ở quy mô công nghiệp mà Trung Quốc đã làm trên những thực thể họ chiếm đóng ở quần đảo này. Tuy vậy, phương pháp của Việt Nam vẫn thuộc về một dạng phá hủy dạng san hô có chủ đích. Kể từ cuộc khảo sát gần nhất của Trung tâm Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á trên tất cả các thực thể của Việt Nam hồi giữa năm 2017, Việt Nam đã tiếp tục hoạt động nâng cấp khiêm tốn ở quần đảo này. Tất cả các tòa nhà được xây dựng trong 2 năm qua đã hiện rõ. Sự mở rộng ở đảo Trường Sa lớn cho phép Việt Nam kéo dài đường băng duy nhất của họ ở quần đảo này lên 1.300 m so với độ dài ban đầu là 750 m. Từ 2017, Việt Nam đã làm xong đường băng. Giữa năm đó, họ hoàn thành 2 nhà chứa máy bay khá lớn ở hai đầu đường băng. Tổng cộng 4 nhà chứa máy bay này có thể là để chứa các máy bay giám sát hàng hải TZL-M28B và máy bay vận tải KASA-C295, hoặc là các loại máy bay tương tự sẽ được mua trong tương lai. Ở đầu phía bắc của hòn đảo, Việt Nam đã xây dựng một cặp công trình có vẻ như là cơ sở tín hiệu tình báo hoặc liên lạc. Một trong số chúng được đặt một khối hình cầu radar ở trên vào năm 2018, một nhóm tòa nhà cũng đã được xây dựng trên khu vực đất mới bồi, bên cạnh một cảng nhân tạo của hòn đảo. Nhiều trong số các tòa nhà này được đặt pin mặt trời trên mái, và một sân thể thao mới đã được xây dựng bên cạnh tòa nhà hành chính chủ yếu của hòn đảo. Tòa nhà hành chính này cũng được gắn pin mặt trời ở bên trên, để bảo vệ các phần đất mới này khỏi tác động của gió, bão. Việt Nam đã đào một loạt các kênh thoát nước phức tạp dọc theo các mép hòn đảo. Đây là một điểm đặc trưng có thể nhìn thấy trên một số đảo được mở rộng khác của Việt Nam. Ngoài đảo Trường Sa lớn, Việt Nam cũng đã thực hiện một số sự nâng cấp khiêm tốn trên đảo nhỏ khác là đảo Phan Vinh. Việt Nam đã mở rộng khoảng 4 mẫu đất trên đảo Phan Vinh trong giai đoạn trước năm 2014 và đã tiến hành nâng cấp các cơ sở trên đó từ 2016. Việc nâng cấp gồm xây dựng sân đỗ trực thăng, pin mặt trời và trồng cây khắp các khu vực đất mới mở rộng. Từ giữa năm 2017, một công trình hình cầu lớn, giống với cấu trúc thường thấy ở các trạm radar đã được lắp đặt trên nóc một tòa nhà ở phía tây đảo Phan Vinh. Điều này gợi ý về việc Việt Nam tăng cường các khả năng thu thập tình báo hoặc liên lạc. Việc phủ xanh các khu vực mới mở rộng với mục đích có lẽ là để chống sói mòn có lẽ cũng đã hoàn tất. Phần lớn các nơi Việt Nam đang giữ không phải là đảo tự nhiên như Trường Sa lớn hay Phan Vinh, mà là những căn cứ nhỏ nằm trên các bãi đá nổi khi thủy triều thấp, hoặc là các dạng san hô hoàn toàn chìm dưới nước. Số lượng lớn nhất trong các cơ sở này là 25 cấu trúc hình hộp đã được xây dựng trên những dạng san hô quanh Trường Sa. Kể từ giữa năm 2017, 2 trong số chúng nằm tại đá núi Thị và đá Nam đã được mở rộng thêm một công trình thứ hai. Cơ sở tại núi Thị đã hoàn thiện cuối năm 2018, trong khi việc xây dựng vẫn đang tiếp tục ở đá Nam trong những bức ảnh chụp gần đây nhất. Ở phía Tây Nam, các dạng san hô và đảo của Trường Sa là 6 bãi ngầm mà Việt Nam xem là một phần của thềm lục địa của mình. Nhưng Trung Quốc và Đài Loan cũng yêu sách, đó là một phần của quần đảo Trường Sa. Việt Nam đã xây dựng 14 tiền đồn trong khu vực này với tên gọi là Trạm Dịch vụ Kinh tế Khoa học Kỹ thuật hay gọi tắt là DK1. Những bãi ngầm này được bao quanh bởi các lô dầu khí mà Việt Nam đã cấp giấy phép khai thác cho các công ty năng lượng nước ngoài bất chấp phản đối của Trung Quốc. Việt Nam đã bị ép đình chỉ 2 trong số các hợp đồng như vậy vào năm 2017. Từ giữa năm 2017, 4 nhà giàn DK1 ở bãi Phúc Tần và bãi Quế Đường đã được mở rộng bằng cách lắp đặt thêm một cấu trúc nhiều tầng thứ hai và trên nóc các sân đỗ trực thăng lớn hơn. Trước đó, trong giai đoạn 2016-2017 cũng đã có 8 nhà giàn khác được mở rộng, dường như không đếm xỉa gì đến các yếu tố bên ngoài. Dù là giữa lúc đàm phán và tương đối bình lặng hay là giữa lúc căng thẳng và bị đe dọa bạo lực,
Việt Nam đã tận tụy mở rộng các cơ sở của mình ở trong và xung quanh quần đảo Trường Sa một cách khiêm tốn nhưng vững chắc. Việt Nam không cố gắng tham gia vào hoạt động quân sự hóa quy mô lớn trên các thực thể của mình như cách Trung Quốc làm. Chẳng hạn, không có dấu hiệu nào cho thấy các công trình xây dựng của Việt Nam để chứa máy bay tấn công. Thay vào đó, những nâng cấp của Việt Nam có vẻ hướng đến việc nâng cao khả năng giám sát và tuần tra các vùng tranh chấp, và đặc biệt trong trường hợp các nhà giàn DK-1 và các công trình phòng thủ trên những dạng san hô thì hoạt động mở rộng chủ yếu hướng đến cải thiện điều kiện sống và đảm bảo nó có thể được tiếp tế bằng đường không khi cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là toàn văn nội dung bài viết đăng trên website của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á. Bài viết đã cập nhật những kết quả của quá trình nâng cấp và cải tạo đảo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Ở đây có một điều đáng chú ý là bài viết đánh giá hoạt động cải tạo của Việt Nam ở quy mô khiêm tốn và không gây hại cho môi trường như phương pháp công nghiệp ồ ạt của Trung Quốc. Qua đó có thể thấy lập trường của bài viết không mang tính chỉ trích Việt Nam. Bình luận về việc này, trên tờ BBC, giáo sư Cao Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Australia nói rằng, việc AMTI mới đây đưa ra báo cáo công khai về tình hình xây dựng của Việt Nam tại Trường Sa có thể khiến nhiều người nhảy dựng lên rằng các nước khác cũng đang làm y như Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, ảnh vệ tinh cho thấy các khu vực mà Trung Quốc đang quân sự hóa trên Biển Đông chiếm đa số diện tích, trong khi một phần rất nhỏ còn lại là của các nước khác. Tôi cho rằng báo cáo của AMTI thực ra muốn đưa ra cái nhìn công bằng hơn về tình hình ở Biển Đông với một bên là đối trọng Trung Quốc. Cụ thể hơn, việc xây dựng của Việt Nam tại Trường Sa như mô tả trong báo cáo là bình thường, với các công trình rất nhỏ và khiêm tốn, không thể nào so sánh được quy mô xây dựng của Trung Quốc. Báo cáo của AMTI nói rằng, Việt Nam đang hoàn thiện đường băng dài 1.300m và cho lắp đặt radar cho phép Việt Nam có thể thu phát các tín hiệu liên lạc từ các tàu thuyền của Trung Quốc. Tôi cho rằng đây là một cuộc chơi công bằng. Tôi không cho rằng có nước nào sẽ phật lòng với động thái này của Việt Nam. Việt Nam đã ở đó từ trước 2002. Thực tế là Việt Nam đã hiện diện tại một số vị trí ở Biển Đông từ trước giải phóng miền Nam và đã có lịch sử đánh bắt khai thác tại ngư trường này. Ngoài ra, ông Cao Thayer cũng có nói thêm về yêu sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông và cách ứng phó của các bên liên quan, trong đó ông rất khen ngợi đường lối của Việt Nam và không ngại phê phán thẳng thừng cách tiếp cận của Philippines trong vấn đề này. Cụ thể, ông nói rằng, hiện Trung Quốc ngày càng bành trướng ở Biển Đông và điều quan trọng là các nước chọn cách thức phản ứng như thế nào. Chúng ta có thể hợp tác, nhưng không có nghĩa là không có cách để lên tiếng mạnh mẽ về chủ quyền của mình, và Việt Nam đang đi con đường đúng đắn. So sánh với những gì đã xảy ra với Philippines thì tôi cho rằng Việt Nam đã lựa chọn con đường phù hợp hơn. Nếu như Việt Nam im lặng trước mọi hành động bắt nạt của Trung Quốc, thì cái mà Việt Nam nhận được sẽ là gì? Trung Quốc sẽ lại tiếp tục bao vây, rượt đuổi, tấn công tàu cá, tịch thu lưới đánh cá, và Việt Nam đã chọn cách củng cố sự hiện diện của mình ở khu vực này. Hoàn toàn trái ngược với cách Tổng thống Philippines đã từng chọn là khom lưng, cúi gối mà làm bạn với Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây, tôi đã trình bày với quý vị những thông tin cập nhật kết quả nâng cấp, cải tạo ở Trường Sa của Việt Nam, đồng thời qua trích dẫn một vài bình luận của một học giả uy tín ở nước ngoài về việc này. Với những gì đã trình bày trong chương trình này cũng như nhiều chương trình tôi đã nói trước đây về Trường Sa, chẳng hạn như chương trình Việt Nam đang giữ gìn biển đảo thế nào, hay chương trình tình hình cụ thể với 21 điểm Việt Nam đang giữ ở Trường Sa, tôi hy vọng rằng những thông tin này sẽ góp phần để quý vị hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo của nước ta, đồng thời cũng hy vọng những thông tin này đến được với nhiều người để đánh tan các luận điệu kích động rằng Việt Nam nhu nhược bán cái này bán cái kia cho tàu, rằng Việt Nam nhu nhược bán cái... Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Trong những ngày vừa qua, tình hình khu vực bãi tư chính của Việt Nam nói riêng và khu vực Trường Sa nói chung hết sức là nóng bỏng khi mà Trung Quốc liên tục có những động thái mới xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, làm phức tạp tình hình Biển Đông. Từ đầu tháng vừa qua, Trung Quốc đã cho thấy những hành động leo thang trong quá trình tàu hậu vệ 015 Trần Hưng Đạo của Việt Nam tham gia cuộc diễn tập chung hải quân ASEAN Ấn Độ trên Biển Đông. Khi tàu chiến của các nước tham gia diễn tập đang di chuyển ở khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì giáp mặt với một nhóm 5 tàu cá vũ trang của Trung Quốc. Tình hình căng thẳng làm cho một số tàu chiến của một số nước đã bị tắt định vị nhằm tránh đối đầu. Riêng tàu Việt Nam vẫn để nguyên định vị tiến về phía trước, đồng thời thông báo cho lực lượng chấp pháp Việt Nam nhận tin báo tàu kiểm ngư 414 đang làm nhiệm vụ cực trọng điểm, nhanh chóng cơ động tới hiện trường nhằm ngăn cản tàu dân binh Trung Quốc. Vào rạng sáng ngày thứ Ba, các tàu dân binh đã rút về bảo vệ tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 đang tiến về phía bãi cạn Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lực lượng kiểm ngư điều thêm tàu 472 tới hiện trường chi viện cho 414. Vào rạng sáng ngày thứ Tư, Trung Quốc điều thêm 4 tàu dân binh di chuyển về đá chữ thập của Việt Nam, nơi họ đang chiếm giữ trái phép.
chúng ta điều thêm tàu kiểm ngư 475 tới hiện trường và đặc biệt hơn, chúng ta cũng huy động các tàu cá vũ trang của chúng ta tới khu vực để truy cản các tàu của Trung Quốc. Rạng sáng ngày thứ Năm, nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc đi về phía Bắc, rời khỏi bãi cạn Tư Chính, đi hướng ra khỏi vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn không lo mà tiếp tục bám đuôi. Ngoài tàu kiểm ngư còn có thêm tàu cảnh sát biển CFB-7011, bởi chúng ta không thể tin rằng Trung Quốc nó dễ dàng từ bỏ đến thế. Và đúng như những gì ta dự đoán, rạng sáng ngày thứ Sáu, nhóm tàu của Trung Quốc vừa tới gần ranh giới biển Việt Nam-Trung Quốc thì lập tức quay đầu hướng về Tư Chính. Các tàu của Việt Nam lập tức ngăn cản và quần thảo với các tàu của Trung Quốc. Trong khi ở vùng biển Trường Sa, tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc với sự hộ tống của 6 tàu dân binh từ ngày thứ Bảy bắt đầu xâm phạm vùng biển Việt Nam. Có thể nói rằng Biển Đông rất là nóng bỏng, đang rất nóng bỏng và căng thẳng trước các hoạt động trái phép của Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người thắc mắc vì sao truyền thông nhà nước không lên tiếng và không tường thuật những gì về sự kiện nóng bỏng này. Điều này cũng đã khiến cho nhiều người dân khó hiểu và khiến cho các thế hệ thù địch có dịp thêu dệt thông tin bịa đặt bôi xấu, cho rằng chính phủ Việt Nam ta sợ Trung Quốc không dám làm gì. Mặc dù vậy, dù không đao to búa lớn dùm beng trên truyền thông, nhưng chúng tôi dám khẳng định chắc chắn rằng chúng ta đã và đang làm rất tốt, tốt nhất những gì có thể tốt hơn anh bạn Philippines hay Manila nhiều. Vậy là tại sao truyền thông nhà nước ta và các phương tiện truyền thông chính thống không đăng tải hay là cập nhật những tình hình này? Theo chúng tôi, đó là một bước đi, một nước cờ khôn ngoan mà phải là tay cờ, cao cờ mới nghĩ ra được. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để làm rõ vấn đề này. Vâng thưa quý vị, điều đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng xung đột trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc dù gì đi nữa thì diễn ra vẫn mang tính chất cục bộ, không phải hoạt động triển khai lực lượng vũ trang. Thêm vào đó, các va chạm mới chỉ dừng ở mức độ là bán quân sự và dân sự. Đây chủ yếu là sự đấu trí lẫn nhau, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm thất bại âm mưu của đối phương. Các diễn biến trên thực tế cũng cho thấy phía Trung Quốc cũng ngầm hiểu và thực hiện theo các quy tắc này, chứ không leo thang căng thẳng nhiều hơn. Nếu chúng ta để ý kỹ thì truyền thông ta không nói. Trung Quốc cũng vờ như là không biết gì những gì xảy ra trên biển. Giả sử nếu tôi mà là ông bạn Tập Cận Bình, nếu tôi điện thoại hỏi anh ta, ủa sao ông nói dân ông, lính ông tranh chấp trên biển Đông à? Thì chắc chắn là ông ta sẽ bảo là đâu, tôi có biết gì đâu, lính nó làm chứ tôi đâu có biết. Nghe thì nực cười đấy, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa thì đấy, đấy mới là điều quan trọng để đảm bảo một cuộc tranh chấp không bùng lên xung đột. Nên thả cứ tranh chấp đấu tranh không cần dùng beng mà đất nước vẫn ổn định, kinh tế vẫn phát triển, dễ hơn là đi đánh nhau như là anh ngốc ạ. Thưa quý vị, điều tối kỵ là một nước nhỏ đi gây chiến với nước lớn như thế khác nào đi đào mộ chôn chính mình, giúp nó để có cái cớ để phát động chiến tranh, hoặc là nhẹ hơn thì lại áp đặt các lệnh trừng phạt, đóng cửa khẩu ngân hàng, hàng hóa lưu thông, nhất là nông sản Việt Nam đi Trung Quốc. Thiệt đơn thiệt kép chứ chả chơi. Chưa kể gây hấn còn có thể đẩy hai nước vốn đang hòa bình cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, như cách anh hề ngu ngốc nào đó đã làm, chỉ khiến cho dân chúng lầm than mà thôi. Khi nghe được những thông tin việc Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam, nhiều nước nóng vội hô hào mang tàu chiến ra xử lý tàu Trung Quốc, rồi thì lưu loa lên rằng chính phủ Việt Nam bạc nhược sợ hãi đi đêm với Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng đó chỉ là những thành phần yêu nước bằng bàn phím, hoặc là nếu có thực sự yêu nước, họ có thực lực yêu nước thì cũng là yêu nước một cách thiếu hiểu biết. Nên nhớ rằng Việt Nam có đường biên giới dài gần 1.500 km với Trung Quốc. Hàng ngày, hàng giờ các hoạt động giao thương với Trung Quốc mang lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho người dân các tỉnh biên giới và cho cả hoạt động sản xuất của quốc gia. Đường biên giới đó như là mạch máu kinh tế, luôn luôn vận hành mỗi ngày. Nếu gây hấn mạch máu đó bị chặt đứt thì hỏi thiệt hại để đâu cho hết. Cứ nhìn vào 2 năm Covid mà xem, Trung Quốc đóng cửa biên giới xem hậu quả thế nào. Hàng hóa nông sản ở ớn, nông dân lao động địa phương thất thu về nhiều mặt. Đấy là do dịch thôi, chứ không phải là do đánh nhau. Đánh nhau thật thì thôi, không dám nghĩ nữa. Chúng ta cứ im lìm đấu tranh là tốt nhất. Tiếp đến, chúng ta phải giả sử rằng bây giờ nếu cơ quan ngôn luận nhà nước đưa ra những thông tin rủng beng, rõ ràng nếu một người Việt Nam đúng nghĩa, chắc chắn khi nghe được những thông tin, chúng ta sẽ dấy lên sự căm ghét đối với Trung Quốc, dần dần dẫn đến tư tưởng bài trung, thù hận, tạo ra một mối hiểm khích không đáng có. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, khi mà truyền thông Ukraine ngày đêm xây dựng một hình ảnh nước Nga hung hăng, hiếu chiến dẫn đến tình trạng bài Nga. Và điều gì đến đã đến, nay thì bài tớ cho bài luôn, ngu mà tỏ ra nguy hiểm là hay thiệt thân là vì thế.
Chưa kể, nếu nhìn lại thực tế thì Trung Quốc chưa làm gì, chưa sử dụng vũ lực. Trung Quốc chưa hề mang tàu chiến tấn công tàu công vụ của Việt Nam, nên nếu Việt Nam mình mà lưu loa lên rồi mang tàu chiến ra chiến với họ, thì họ chỉ có ngu mà mới làm như thế. Trung Quốc dù có rất hống hách, ngang ngược, nhưng đây là những hành động mang tính chất thăm dò, thử thách sự kiên nhẫn của đối phương, không mang tính chiến lược, có thể là dẫn tới xung đột vũ trang. Chính vì thế, chưa cần thiết để báo chí phải liên tục đưa tin, đăng bài về các hoạt động đấu tranh của Việt Nam và Trung Quốc. Xét về mặt kinh tế, Trung Quốc là một đối tác lớn, là bạn lâu năm của Việt Nam, có sự hợp tác sâu rộng, đa phương, đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Có thể nói rằng kinh tế Việt Nam có sự gắn kết nhất định với Trung Quốc. Hiện Trung Quốc là một trong 4 quốc gia được xếp hạng đối tác chiến lược toàn diện, đủ thấy mức độ quan trọng của mối quan hệ Việt-Trung. Vì vậy, không thể để các xung đột cục bộ, cụ thể là xung đột trên Biển Đông, tạo ra sự thù hận dân tộc, làm hy sinh mối quan hệ láng giềng, đối tác quan trọng. Thêm một lý do nữa là từ năm 2014, khi mà Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam, gây ra những va chạm gay gắt, thì khi có báo chí chính thống và truyền thông Việt Nam cập nhật thường xuyên, liên tục mọi hoạt động đấu tranh của quân dân ta, đó là lần hiếm hoi duy nhất chúng ta làm mọi thứ để bảo vệ chủ quyền bất chấp quan hệ với Bắc Kinh. Nó cũng phát đi một thông điệp với Bắc Kinh là nếu làm quá thì Việt Nam vì chủ quyền trên hết không e dè, không sợ sệt, đừng có bước qua làn danh đỏ của Việt Nam. Kể từ đó đến nay, Trung Quốc cũng không có bất cứ cuộc đụng độ nào có quy mô lớn và khốc liệt. Như vậy, với Việt Nam đáng nể nhất là sự kiện Bắc Kinh đưa 5 đến 7 tàu hải cảnh ngăn cản giàn khoan Napoli 5 tại lô 06.175 Bột Sơn hồi năm 2019. Việt Nam khi đó không làm truyền thông im lặng, nhưng thực tế đã điều 30 tàu ra ngăn cản và thành công ngăn cản hành động quấy phá của Trung Quốc. Rồi gần đây nhất là sự kiện đá ba đầu vào năm 2021, phía Trung Quốc cũng không có hành động đáp trả gay gắt, mà sau một thời gian thì nhóm 220 tàu cá đội lốt của Trung Quốc cũng tan rã. Thưa quý vị, có một điểm đặc biệt là các phương tiện truyền thông có kiểm duyệt của Trung Quốc cũng không thường xuyên đề cập đến các loại tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thậm chí, nhiều người dân của Trung Quốc cũng không hề biết đến những tranh chấp này. Nói như vậy để thấy rằng Trung Quốc cần Việt Nam. Và ngược lại, về mặt đối ngoại, Bắc Kinh và Hà Nội bắt tay mặt mừng nhưng trên biển vẫn thôi yêu nhau mỗi khi có dịp. Nếu các bạn đã từng xem các bộ phim võ thuật của Trung Quốc, chắc có gặp cảnh hai bên ngồi trên bàn phủ khăn, bên trên mặt bàn thì tay bắt mặt mừng nhưng dưới gầm bàn chân đá loạn xạ. Hình ảnh đó như là một sự ẩn dụ cho mối quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh ôn hòa ngoài mặt, cứng rắn bên trong. Thưa quý vị, 3 năm qua Việt Nam đã chứng minh đôi khi nói ít làm nhiều tốt hơn, nói nhiều mà chẳng làm gì cả. Chúng ta hãy tin tưởng vào những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chấp pháp, các lực lượng vũ trang đang ngày đêm âm thầm bám biển, đấu tranh giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, ngàn bão tố phong ba để vượt qua. Thời gian qua, Biển Đông sôi sục vì hành động ngang ngược của Bắc Kinh khi đưa tàu khảo sát Thương Dương Hồng 10 cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước sự việc này, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam luôn theo dõi sát mọi diễn biến liên quan và đang kiên quyết, kiên trì bảo vệ, thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Vâng, thưa quý vị, theo sát đó không chỉ là theo dõi, bám sát, mà thực tế và thực địa chúng ta đã có những động thái mạnh mẽ, quyết liệt trong khuôn khổ gửi đến Bắc Kinh đòn răn đe khiến ông lớn này phải chùn chân, mỏi gối. Để làm được điều này, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam đã được trang bị một loại vũ khí đặc biệt và nó được gửi đến không ai khác chính là từ Mỹ. Các bạn có tò mò với món bảo bối mà người Mỹ đã đặc biệt cấp cho lực lượng chấp pháp trên biển Việt Nam là gì không? Không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thưa các bạn, các tranh chấp trên Biển Đông không phải mới xảy ra ngày 1, ngày 2, mà kéo dài rất nhiều năm trên biển. Để giải quyết các xung đột, các quốc gia chung vùng biển đã từng nhiều lần ngồi lại với nhau để đưa ra một bộ quy tắc đảm bảo hòa bình trên vùng biển chung, bám sát luật pháp quốc tế và luật biển. Cái mà chúng ta nhắc đến chính là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Cũng theo công ước này quy định, dành ưu tiên cho những thỏa thuận với các biện pháp giải quyết tranh chấp mà các bên đã thống nhất từ trước nếu không tồn tại thỏa thuận sẵn có về biện pháp giải quyết tranh chấp. UNCLOS năm 1982 yêu cầu các bên đàm phán trực tiếp thông qua quy định trao đổi quan điểm là một biện pháp bắt buộc.
Bên cạnh đó, UNCLOS năm 1982 khuyến khích các bên sử dụng biện pháp hòa giải như một lựa chọn tự nguyện nhằm tạo điều kiện cho đàm phán trực tiếp. Trong trường hợp hòa giải không đạt được các mục tiêu thì các bên sẽ lựa chọn các cơ quan tài phán bao gồm Tòa án Công lý Quốc tế và Luật biển Quốc tế, trọng tài thành lập theo phụ lục 7 và trọng tài thành lập theo phụ lục 8 để kiện tụng giải quyết các tranh chấp. Nói một cách đơn giản, Công ước khuyến khích các quốc gia giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và nhờ bên thứ ba đứng ra làm trung gian hòa giải, chứ tuyệt đối không dùng vũ lực để giải quyết vấn đề khiến xảy ra chiến tranh. Vâng, thưa các bạn, điều này vô cùng tốt, nhưng đó là đối với những bên tuân thủ luật pháp như Việt Nam, còn với Bắc Kinh thì có vẻ không hiệu quả. Nhiều năm qua, họ đã dăm lần bảy lượt dùng nhiều thủ đoạn để vượt qua ranh giới. Không dùng vũ lực, nhưng nước bạn dùng các biện pháp chống phá âm thầm như quấy rầy các vùng đặc quyền kinh tế, mỏ dầu khí, dùng lực lượng dân quân biển đội lốt ngư dân, dùng vòi rồng, loa công suất lớn, ánh sáng, đèn pha loại mạnh chiếu làm chói mắt tàu nước bạn khi ở gần. Nói chung, cách làm của họ là khiến cho đối phương không kiềm chế được phải ra tay trước họ và họ có cớ để dùng vũ lực một cách đường đường, chính chính. Gần đây nhất, Trung Quốc đã điều động nhiều loại chiến hạm thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn, triển khai tàu khảo sát cùng các tàu hải cảnh và tàu cá xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, lắp đặt vào đèn báo hiệu tại Trường Sa. Những hành động này đi ngược với những cam kết của chính họ trên các bàn đàm phán. Người ta nói Trung Quốc có truyền thông nói một đường, làm một nẻo cũng không hề ngoa. Bởi cuối tháng 3 vừa qua đưa tin Bắc Kinh cam kết sẵn sàng hợp tác với ASEAN để đưa ra các bảo đảm về mặt thể chế, xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Cam kết được đưa ra khi Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương gặp Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn tại Bắc Kinh. Chính Trung Quốc cũng đã nhiều lần khẳng định sẽ tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và cùng phối hợp với ASEAN đạt được bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông COC, tất cả nhằm hướng đến việc đảm bảo hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Đây cũng chính là tinh thần chung mà cộng đồng quốc tế, khối ASEAN nói chung cũng như Việt Nam và một số nước nói riêng đã cam kết tuân thủ. Thế nhưng ngược lại với các cam kết kể trên, Trung Quốc vẫn tiến hành hàng loạt hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam, gây quan ngại cho hòa bình, ổn định cho Biển Đông. Thế nhưng Việt Nam chúng ta không dễ chơi như họ tưởng. Các cụ người ta có câu, đi với bụt thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mặc áo giấy. Cũng là các cụ từng khuyên, biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế nên Bắc Kinh có chiêu gì, dở loại vũ khí gì thì Việt Nam cũng có chiêu đó, loại vũ khí tương tự để đối phó lại. Và một trong những vũ khí lợi hại mà các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam đang sở hữu chính là hệ thống âm thanh LORAT do Hoa Kỳ cung cấp. Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nó là cái gì mà lợi hại như vậy. Vâng, LORAT chính là thiết bị âm thanh tầm xa viết tắt của Long Range Acoustic Device. Thiết bị này nặng gần 20kg, có đường kính khoảng 83cm và có khả năng phát sóng ở góc 30 độ. Thiết bị có thể tạo ra âm hưởng tối đa 146 dB, cao hơn giới hạn gây đau đớn cho con người. Nên nhớ, giới hạn gây đau đớn cho con người là trong khoảng từ 120 đến 130 dB. Chính vì vậy, loại âm thanh thiết bị này phát ra có thể gây thủng màng nhĩ cho người nghe phải. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của nó là có thể tác động đến chính người sử dụng và bị rào cản nếu sử dụng trong thành phố, khu dân cư, nơi có nhiều vật cản. Vì vậy, LORAT phù hợp vô cùng khi sử dụng trên biển. Tất nhiên, sau đó người ta đã phát minh ra bộ tai nghe để bảo vệ cho người sử dụng âm thanh này. Chuyên gia phân tích của Viện An ninh Quốc gia Peter Singer cho rằng đây là một loại vũ khí sát thương rất hiệu quả trong chiến tranh trên biển. Trong trường hợp hai bên không thể xảy ra xung đột trực tiếp hoặc giáp lá cà, thì vũ khí âm thanh vừa đủ để cảnh báo kẻ thù rằng nếu vượt qua biên giới quốc gia sử dụng, chỉ cần nhấn nút là tàu chiến của đối phương vẫn hoạt động, song bất lực mà chẳng có ai thiệt mạng, đúng là tiện trăm bề. LORAT là sản phẩm của Mỹ được sản xuất những năm 2000 và đã thể hiện sự lợi hại vô cùng của nó. Sự lợi hại được chứng minh bằng câu chuyện kể lại vào mùa thu năm 2005. Ngoài khơi bờ biển Somali, hải tặc trên các tàu cao tốc bao vây tàu chở khách Viễn Dương Seaborn Bridge. Hải tặc hoàn toàn tin tưởng vào sự vượt trội của chúng và yêu cầu thủy thủ đoàn thả thang dây. Song chỉ vài phút sau, chúng buộc phải vứt lựu đạn và súng cối để ôm lấy đầu đầy đau đớn. Đây là thử nghiệm đầu tiên trên thực tế pháo LORAT có trên tàu này.
Ban đầu, Mỹ phát minh ra thiết bị này với mục tiêu bảo vệ tàu thuyền trước hải tặc khủng bố. Sau đó, nó còn có thể dùng để giải tán đám đông trên phố, song được sử dụng một cách thận trọng và có chọn lọc hơn. Thưa các bạn, vậy vì sao thứ vũ khí tuyệt vời này lại được Mỹ trao cho Việt Nam và trao từ bao giờ? Sau khi chiến tranh kết thúc, quan hệ Việt-Mỹ dần nồng ấm và mối quan hệ ấy được khẳng định bằng việc chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm bán trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Việt Nam vào năm 2006. Vào ngày 7 tháng 8 năm 2013, Mỹ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Điều này được đích thân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ngài David Blazer khẳng định. Sau đó, vào ngày 16 tháng 12 năm 2013, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong biên bản chung về hợp tác hàng hải, cảnh vệ duyên hải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ký ngày 1 tháng 10 năm 2013, giữa Thiếu tướng Cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Quang Đạo và Đô đốc Tư lệnh Cảnh vệ duyên hải Hoa Kỳ Robert Park để nâng cao năng lực của các đơn vị tuần tra biển nhằm triển khai nhanh các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, ứng phó thảm họa, các hoạt động khác. Mỹ xem xét việc cung cấp 5 tàu tuần tra cao tốc vào năm 2014 cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Và 5 con tàu tuần tra cao tốc cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam này chắc chắn không thể thiếu LRAT chính hiệu. Từ 5 con tàu ban đầu cho tới ngày nay, trên nhiều tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã được trang bị mẫu LRAT 1000C. LRAT 1000 có khối lượng khoảng 40kg, có thể phát chùm âm thanh định hướng ở khoảng cách lên đến 3000m, tùy theo điều kiện môi trường. LRAT 1000 có thể phát giảm âm hưởng tối đa 150 dB với góc 30 độ. Đây là mức âm hưởng vượt qua khỏi giới hạn gây đau đớn cho con người. Khi đối phương nghe được âm thanh này thì chắc chắn họ không còn cách nào khác là buông vũ khí để bịt tai cho khỏi thủng màng nhĩ. Với việc được trang bị loại âm thanh vũ khí đặc biệt này, các tàu Cảnh sát biển Việt Nam có thể phát âm thanh cảnh báo hoặc tấn công ở mức phi sát thương với các tàu xâm phạm trái phép vùng biển quốc gia. Và nhiều người dự đoán rằng trong sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 trước đó, có lẽ Cảnh sát biển Việt Nam giấu bài hoặc LRAT chỉ có ở tàu lớn như 8001. Nhưng dẫu sao, thời điểm đó, Cảnh sát biển Việt Nam đã sở hữu lại vũ khí này. Thưa các bạn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Việt Nam luôn tôn trọng luật pháp và hòa bình. Nhưng nếu đối phương cố tình gây hấn và tìm thủ đoạn chà đạp luật pháp để đạt được mục tiêu của họ, thì chúng ta sẵn sàng có thứ để đối phó với họ. Ngoài vũ khí âm thanh này, tin mới tin rằng chúng ta còn rất nhiều bảo bối đang cất giữ và sẽ mang ra dùng khi thật cần thiết. ASEAN sắp lần đầu diễn tập quân sự chung trên Biển Đông. Kính thưa quý vị, Indonesia thông báo các nước ASEAN sẽ tổ chức diễn tập quân sự chung lần đầu tiên trên Biển Đông vào tháng 9. Tư lệnh quân đội Indonesia Yudo Margono hôm 8 tháng 6 cho biết, quyết định được đưa ra tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 tổ chức tại Nusa Dua Bali. Toàn bộ 10 nước thành viên ASEAN đều tham gia, với Đông Timor là quan sát viên. Sự kiện dự kiến diễn ra tại vùng biển gần quần đảo Natuna, phía nam Biển Đông vào tháng 9. Cuộc diễn tập không bao gồm hoạt động huấn luyện chiến đấu, tập trung vào hoạt động cứu hộ và an ninh hàng hải với mục đích tăng cường tính trung tâm của ASEAN. Ông Margono cho biết, người phát ngôn quân đội Indonesia Julius Widodono nói cuộc diễn tập liên quan đến nguy cơ cao xảy ra thảm họa ở châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Biển Đông là khu vực có vị trí quan trọng, nơi gần 1/3 lượng thương mại hàng hải toàn cầu trị giá khoảng 3.500 tỷ đô la Mỹ đi qua mỗi năm. Các nước ASEAN từng tham gia các cuộc diễn tập quân sự chung với các đối tác. Hồi đầu tháng 5, diễn tập hàng hải đa phương ASEAN-Ấn Độ 2023 diễn ra với sự tham gia của 9 tàu hải quân, 6 máy bay và hơn 1.800 thành viên lực lượng vũ trang các nước ASEAN và Ấn Độ. Cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn, gồm trên bờ tại Singapore và trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Như chúng ta đã biết, một tháng vừa qua, tình hình Biển Đông đang rất căng thẳng sau khi Trung Quốc kéo hàng loạt các tàu bao gồm tàu cá, tàu cảnh sát biển, tàu khảo sát và các tàu chiếm xâm nhập vào khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam để quấy nhiễu hoạt động hạ đặt giàn khoan dầu khí mới của Việt Nam tại mỏ dầu lớn của bãi Tư Chính. Hành động ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc đã buộc Việt Nam phải cử hàng chục tàu lượn cảnh sát biển ra bám sát và xua đuổi tàu của Trung Quốc. Sau hơn một tháng quần nhau, các tàu của Trung Quốc đã phải rời đi. Hành động này có thể được xem là một thất bại của Trung Quốc. Trong hơn 3 thập kỷ qua, Trung Quốc đã luôn dò ngó các mỏ dầu thuộc bãi Tư Chính, nhiều lần xâm nhập và quấy rối các hoạt động đặt giàn khoan dầu khí của Việt Nam tại đó.
cái cố trước thất bại này, những ngày qua, một số nhân vật diều hâu của Trung Quốc đã liên tục lên tiếng chỉ trích Việt Nam, đồng thời cho đăng tải rất nhiều bài viết có những lời lẽ khiêu chiến, xuyên tạc lịch sử, quyền và chủ quyền hợp pháp của Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính, thậm chí là đe dọa sẽ có chiến tranh trên biển với Việt Nam. Thưa quý vị, chẳng hạn, vào sáng ngày Chủ nhật vừa qua, trên trang diễn đàn Roman, tài khoản mạng xã hội của tướng Diều Hâu Nam Viện đã đăng tải một bài viết với chủ đề "Đối mặt với chủ quyền, chúng ta không thể cứ giữ thể diện nữa, vì vậy hãy chuẩn bị cho trận chiến đấu đầu tiên với Việt Nam tại Biển Đông". Trong bài viết, người này đã cay cú nói rằng Việt Nam còn nguy hiểm hơn nhiều so với Philippines, khi vừa có quân đội mạnh, vừa có thái độ hiếu chiến, lại vừa có Hoa Kỳ hậu thuẫn. Trung Quốc sẽ cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến với Việt Nam khi tập trung vào các điểm nóng toàn cầu. Chúng ta không nên quên rằng Biển Đông của chúng ta đang gặp nguy hiểm và xung đột có thể nổ ra bất cứ khi nào, vì Việt Nam mang tiếng là người bạn cũ nhưng lại luôn khiêu khích chúng ta, cho rằng các đảo và bãi đá ngầm của chúng ta ở Biển Đông là của họ và tàu chiến của ta không được phép đi vào các vùng biển của họ. Cách đây không lâu, Việt Nam lại muốn xây dựng một giàn khoan mới và đặt nó ở vùng biển tại bãi Tư Chính. Nó đã bị các tàu thực thi pháp luật của chúng ta ngăn chặn. Mặc dù vậy, các tàu của Việt Nam đã thực sự có những hành động va chạm rất nguy hiểm. Cuối cùng, các tàu của ta phải rút lui. Việt Nam và Philippines là hai quốc gia đã xâm chiếm nhiều đảo và bãi đá ngầm nhất ở Biển Đông. Vốn dĩ chúng ta nên gác lại những tranh chấp để cùng nhau phát triển Biển Đông. Điều này sẽ cho Việt Nam rất là nhiều thể diện. Nhưng Việt Nam là không biết ơn mà gần đây còn tăng tần suất khiêu khích Trung Quốc. Tại Biển Đông, mỗi khi chúng ta và Philippines có xung đột là Việt Nam cũng ngay lập tức gây rối. Có vẻ như là một cuộc chiến tranh tại Biển Đông sẽ không thể tránh được. Và quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc nên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, mà quốc gia đầu tiên có khả năng tham chiến chính là Việt Nam. Về xu hướng gần đây ở Việt Nam, mấy hôm trước tôi đã phân tích Việt Nam đã được Mỹ hậu thuẫn, có thể giữa Việt Nam và Mỹ đã có một thỏa thuận nào đó về Biển Đông, cho nên Việt Nam đã mạo hiểm hành động lớn. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có lý do nội bộ. Sau khi chiếm một số đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông, Việt Nam đã ngạc nhiên coi đó là đảo của họ, bất chấp sự bất lịch sự. Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần cố gắng tiếp tục chiếm đóng các đảo và bãi đá ngầm của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, chủ nghĩa dân tộc trong nước của Việt Nam rất là phổ biến. Các lực lượng bên ngoài thì vẫn tiếp tục kích động, hận thù, hướng tâm trí của họ chống lại Trung Quốc. Nhiều người đã không biết sự thật, đã tham gia vào các cuộc bạo loạn chống Trung Quốc. Nhiều người thì không hiểu về lịch sử Biển Đông, luôn nghĩ rằng một số đảo và bãi đá ngầm đó là của Việt Nam. Chính quyền Việt Nam đã bị tình cảm dân tộc chủ nghĩa chèn ép nên đã buộc phải tiếp tục gây thêm nhiều rắc rối trong vấn đề Biển Đông. Ngoài việc củng cố các đảo và bãi đá ngầm, Việt Nam đang chiếm đóng bất hợp pháp thông qua việc bồi đắp và xây dựng những cứ điểm quân sự lớn. Họ còn muốn chiếm thêm các đảo và bãi đá ngầm khác tại Biển Đông. Việt Nam đã đối đầu với chúng ta tại Biển Đông hàng chục năm nay. Cho dù ai là người đứng đầu về vấn đề này thì họ cũng chưa bao giờ nhượng bộ. Đối với Trung Quốc, chúng ta cũng không nên nhân nhượng nữa, vì nếu nhân nhượng thì sẽ bị Việt Nam quay lại thế yếu. Ngay cả khi chúng ta đưa ra những bằng chứng lịch sử xác đáng, thì Việt Nam cũng không tin đó là sự thật. Biển Đông có trữ lượng dầu khí rất là dồi dào và phong phú, chỉ cần chiếm đóng thì có thể thu được một lượng lớn tài nguyên. Ví dụ tại bãi Tư Chính, nơi Việt Nam vừa cưỡng chế xây dựng giàn khoan dầu khí và đang khai thác trái phép một số lượng dầu lớn, chúng ta đã nhiều lần phản đối nhưng Việt Nam thì vẫn làm ngơ. Ngay cả khi các tàu chấp pháp của Trung Quốc đi qua, Việt Nam cũng luôn chiến đấu hết mình. Trong quá khứ, dựa trên tình hữu nghị Việt Trung, chúng ta đã luôn giữ đủ thể diện cho Việt Nam. Những con sói mắt trắng này lại coi thiện chí của Trung Quốc là một điểm yếu, nhiều lần khiêu khích, thậm chí là cưỡng chiếm các vùng biển của Trung Quốc. Ngoài việc Mỹ đứng sau sử dụng thì không thể loại trừ khả năng Việt Nam và Mỹ lần này đã đạt được những thỏa hiệp về các điều khoản hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần Việt Nam khiêu khích Trung Quốc, Mỹ có thể viện trợ vũ khí trang bị cho Việt Nam. Những điều khoản còn nợ như vậy tất nhiên sẽ khuyến khích Việt Nam ngày càng ngang ngược trên Biển Đông. Vì sao Việt Nam nguy hiểm hơn Philippines? Cách đây một thời gian, chúng tôi tin rằng Philippines có thể đã mạo hiểm xung đột quân sự với Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi phản ứng cứng rắn của Trung Quốc lần này, Philippines đã buộc phải kiềm chế. Họ sẽ cần thêm nhiều thời gian để nghiên cứu những bước đi tiếp theo đối với Trung Quốc. Nhưng ngay sau đó, Việt Nam đã bất ngờ khiêu khích và có những hành động còn nguy hiểm hơn nhiều so với Philippines, và biết rằng năm ấy trên Biển Đông, Việt Nam đã từng xảy ra chiến tranh với Trung Quốc. Sau cuộc chiến này, một số đảo và bãi đá ngầm của chúng ta đã được lấy lại, nhưng Việt Nam không bao giờ quên trận hải chiến
nên họ luôn có ý định lấy lại các hòn đảo của chúng ta. Việt Nam thường xuyên khiêu khích Trung Quốc, không loại trừ là có áp lực của Hoa Kỳ hoặc là Hoa Kỳ đang đánh lừa cả thế giới và cũng đánh lừa cả Việt Nam. Nhưng tất nhiên, Việt Nam vẫn có thể được cập nhật một số vũ khí tiên tiến nên họ vẫn quyết tâm đối đầu với Trung Quốc. Rõ ràng điều này rất đáng nghi ngờ, dưới sự thúc đẩy khác của chủ nghĩa dân tộc trong nước và các thế lực bên ngoài, Việt Nam có thể đã đi một nước cờ nguy hiểm, thổi phồng các vấn đề Biển Đông thành một vấn đề quốc tế. Nếu xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông, thì Mỹ và các quốc gia phương Tây chắc chắn sẽ ủng hộ, thậm chí là không loại trừ khả năng sẽ mang quân đội can thiệp. Mỹ hoàn toàn có thể trực tiếp đổ quân lên các đảo và các bãi đá ngầm mà Việt Nam đang chiếm đóng để giúp đỡ Việt Nam. So với Việt Nam, Philippines thiếu rất là nhiều sức mạnh quân sự đang bị yếu kém. Cho dù Marcos có muốn mua vũ khí của Mỹ thì chắc chắn họ cũng không đủ tiền. Và nếu có thực sự đủ tiền thì họ cũng không thể có vũ khí ngay lập tức. Cho nên Philippines rất khó có khả năng khiêu khích Trung Quốc trong thời gian tới. Nếu bị khiêu khích thì Philippines chắc chắn sẽ bị thua đậm. Vì vậy, có nhiều yếu tố cho thấy Việt Nam có khả năng xảy ra xung đột với Trung Quốc trước tiên và có tỷ lệ cao hơn nhiều so với Philippines. Nếu xảy ra xung đột tại Biển Đông, Việt Nam sẽ dựa vào lợi thế ở gần để tạo ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với Trung Quốc. Nó chắc chắn cũng là một phép thử lớn đối với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Nếu có xung đột tại Biển Đông, chúng ta sẽ phải giải quyết nhanh chóng để tạo ra sự việc đã rồi. Sự chân thành trong những tuyên bố ngoại giao chắc chắn sẽ không được các quốc gia liên quan hiểu được. Vì vậy, xung đột Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam chỉ có thể là phát sinh trong thời gian ngắn. Mặc dù quân sự của chúng ta rất là mạnh, nhưng Việt Nam cũng đã phát triển nhanh chóng. Trong những năm gần đây, sức mạnh của quân đội Việt Nam không thể xem thường. Trận hải chiến sắp tới chắc chắn sẽ là rất khốc liệt và Việt Nam sẽ phải tiến hành nhiều bước chuẩn bị càng sớm càng tốt. Cần phải chuẩn bị cho chiến tranh trên các đảo và các dạng san hô tại Biển Đông và chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống bao vây cấm vận. Lực lượng không quân cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây không chỉ là một vấn đề hải chiến mà còn có khả năng liên quan đến không chiến. Sức mạnh của Hải quân Việt Nam trong những năm gần đây không thể coi thường. Tuy vẫn yếu hơn Trung Quốc rất nhiều nhưng cũng rất có nhiều vũ khí mạnh. Trong đó có những tàu ngầm, máy bay không người lái và các thiết bị khác có thể gây nguy hiểm cho quân đội nhân dân Trung Quốc. Nếu hải chiến Trung Việt nổ ra, chúng ta sẽ nên chú ý tới các xu hướng khác không loại trừ eo biển Đài Loan, bán đảo Triều Tiên và các vùng biển gần Philippines sẽ bị Mỹ và các quốc gia khác lợi dụng để gây sức ép đối với Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ cũng có thể là đưa quân tới hỗ trợ Việt Nam. Nếu chỉ đơn giản là hải chiến giữa Trung Quốc và Việt Nam thì chắc chắn Trung Quốc không có gì phải sợ. Chúng ta hoàn toàn có thể đè bẹp Việt Nam để thu hồi các đảo và các bãi đá ngầm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tính đến các yếu tố bên ngoài, nhất là nhân tố Mỹ sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng hơn đối với Trung Quốc. Nếu trận thủy chiến này kéo dài thì tai nạn ở các hướng khác có thể xảy ra, sẽ khiến cho chúng ta bị động. Vì vậy, hãy đưa ra một quyết định nhanh chóng, phải đánh nhanh, đánh thắng để đạt được mục tiêu lớn nhất, tốt nhất ở các đảo và bãi đá ngầm. Bởi vì thu hồi trong vòng một tuần và được lấy trong vòng một tuần là tốt nhất. Tất nhiên, Việt Nam chắc chắn sẽ chống trả quyết liệt, vì vậy không được kéo dài chiến tranh để Việt Nam có cơ hội vu cáo Trung Quốc xâm lược Việt Nam và các quốc gia phương Tây có cơ hội để can thiệp. Trong vấn đề chủ quyền không bao giờ có chuyện giữ thể diện, cũng không bao giờ có chuyện thỏa hiệp. Cho dù khó khăn đến đâu thì chúng ta cũng phải tin rằng sức mạnh chiến đấu của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất. Hôm thứ Tư vừa qua, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 7 tháng 6 năm 2023, Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Như đã nhiều lần khẳng định, việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ Việt Nam kiên quyết phản đối yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn vi phạm tương tự trong tương lai. Trước đó, hồi đầu tháng 5 năm 2022, phía Trung Quốc cũng đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông.
dự kiến trong thời gian 3 tháng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2022, bao gồm cả một vùng biển Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo Hội Nghề Cá Việt Nam, đây là hành động đơn phương, lặp lại và phi lý của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quyền và lợi ích khác của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam. Hành động này của phía Trung Quốc cũng vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan, đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Chiều thứ Năm tuần trước, trên cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, ngư dân Lê Quang Thông, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam cùng bạn tàu đưa từng thao cá lên khỏi hầm đá. Chuyến biển vừa qua, tàu của ông Thông thu được sản lượng khá nhiều. Chủ tàu đang đi lấy lương thực, nhu yếu phẩm và nước đá để vài ngày nữa lại ra khơi. Lệnh cấm của Trung Quốc là phi nghĩa với chúng tôi cùng các tàu khác, ông Thông khẳng định. Trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội Nghề Cá thành phố Đà Nẵng cho hay, năm nào Hội Nghề Cá Việt Nam cũng ra thông báo phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, lệnh cấm đánh bắt cá năm nay của Trung Quốc cho phép hải cảnh Trung Quốc sử dụng vũ lực để áp đặt quyền lực của mình đối với bất kỳ ngư dân của nước nào vi phạm. Đây là điều rất nguy hiểm đối với ngư dân. Để đề phòng những hành vi xâm phạm bất hợp pháp của những người không biết tôn trọng luật lệ quốc tế, chúng tôi đã tuyên truyền ngư dân đi đánh bắt theo từng tổ, đội và gần nhau, luôn bật định vị vệ tinh để không đi vào những vùng xâm phạm ranh giới biển của Trung Quốc, ông Lĩnh cho hay. Như vậy, mỗi khi xảy ra sự cố, người dân Việt Nam có đủ bằng chứng cho việc mình không vi phạm và có thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng của Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của mình trên biển. Hội Nghề Cá Việt Nam vừa có văn bản gửi một loạt các cơ quan trung ương như Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phản đối phía Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2023. Trong văn bản gửi đi Hội Nghề Cá Việt Nam cho biết, vừa qua phía Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá thường niên trên Biển Đông, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 16 tháng 8 năm 2023, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hội Nghề Cá Việt Nam khẳng định đây là lệnh cấm đơn phương và phi lý của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền về lợi ích biển, đảo của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Hội Nghề Cá Việt Nam lo ngại lệnh cấm phi lý này sẽ làm gia tăng nguy cơ đụng độ giữa các tàu cá của ngư dân Việt Nam với lực lượng hải cảnh phía Trung Quốc và sẽ gây ảnh hưởng xấu cho nghề cá và sinh kế của ngư dân ta. Từ tất cả những phân tích trên, Hội Nghề Cá Việt Nam kịch liệt phản đối lệnh cấm đánh bắt cá sai trái, ngang ngược nói trên của phía Trung Quốc. Hội Nghề Cá Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Hội Nghề Cá Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng phản đối mạnh mẽ và có những biện pháp quyết liệt ngăn chặn lệnh cấm đánh bắt cá phi lý nói trên của Trung Quốc. Về phần mình, Hội Nghề Cá Việt Nam cho biết sẽ chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, hội thủy sản, hội nghề cá địa phương và các đơn vị liên quan chủ động, tích cực thông tin tuyên truyền để người dân chấp hành đúng pháp luật khi đánh bắt trên biển, đồng thời hỗ trợ vận động ngư dân yên tâm ra khơi bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trước đó, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao cho biết về phản ứng của Việt Nam trước lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành trái phép ở Biển Đông. Theo phó phát ngôn Bộ Ngoại giao, lệnh cấm đánh bắt cá này đã xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp tình hình, đóng góp và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực phía Đông. Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Khi đề cập thông tin tàu nghiên cứu Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế.
tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông gọi tắt là DOC, đóng góp thiết thực và tích cực cho duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC. Đối với các vụ xâm phạm vùng biển, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói tại buổi họp báo trả lời thông tin tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam. Theo SCMP, tàu nghiên cứu Hướng Dương Hồng 10 với sự hộ tống của hai tàu hải cảnh và nhiều tàu cá Trung Quốc đầu tháng này hướng đến khu vực bãi tư chính nằm trong EEZ của Việt Nam. Lần gần nhất Trung Quốc đưa tàu hướng về khu vực bãi tư chính là vào tháng 7 năm 2019. Tại nghiên cứu Hải Dương Địa chất 8 hoạt động trong vùng biển này cùng ít nhất 4 tàu hải cảnh Trung Quốc trong hơn 2 tháng, Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đó đã lên án Trung Quốc xâm phạm EEZ và thềm lục địa, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS, mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Theo UNCLOS, bất kỳ hoạt động nghiên cứu khảo sát nào trong EEZ đều phải được quốc gia ven biển cho phép. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút nhóm tàu này và không có hành vi đe dọa an ninh, hòa bình ở khu vực. Nhóm tàu Trung Quốc rút đi vào tháng 10 năm 2019. Trước việc Trung Quốc ngang nhiên mở cửa hàng lậu trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và quyền liên quan của Việt Nam đối với quần đảo này. Trước đó, Việt Nam cũng lên tiếng phản đối phía Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông trong thời gian 3 tháng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2023, bao gồm cả một phần vùng biển Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tại họp báo thường kỳ vừa qua, báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến diễn biến mới tại Biển Đông. Trung Quốc gần đây đã mở phi pháp một nhà hàng lẩu trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa. Cửa hàng này mở cửa kinh doanh vào cuối tháng 4 vừa qua. Phó phát ngôn của Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Phó phát ngôn nhấn mạnh Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và quyền liên quan của Việt Nam với quần đảo này. Báo chí nêu tiếp, gần đây có các thông tin về tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phó phát ngôn khẳng định Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông, được xác định theo đúng quy định trong Công ước về Luật Biển năm 1982. Đối với các vụ việc xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam. Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu. Philippines thông báo đã đặt các phao định hướng trong vùng biển thuộc Biển Đông. Trước thông tin này, phó phát ngôn khẳng định lại, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và quyền liên quan của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông DOC và đóng góp tích cực cho việc duy trì ổn định trên Biển Đông, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Nga-Ukraine vẫn đang xa lầy trong cuộc chiến căng thẳng, tiêu hao sinh lực của cải và chưa có hồi kết. Đặc biệt, nước Nga còn đang phải vật lộn trong thảm họa cấm vận đến từ các quốc gia phương Tây. Thế nhưng không phải vì thế mà mối quan hệ Việt-Nga bị đình trệ. Mới đây, Nga đã quyết định cung cấp tàu công nghệ khủng cho Việt Nam trong bối cảnh Biển Đông đang sôi sục vì những hành động ngang ngược của Bắc Kinh. Vậy mục đích Nga đem tàu nghiên cứu công nghệ khủng đến Việt Nam thời điểm này là gì? Tàu nghiên cứu có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo? Các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thưa các bạn, ai cũng biết, Việt-Nga có mối quan hệ ngoại giao vô cùng thân thiết. Nga hiện nay là một trong 4 đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Mối quan hệ Việt-Nga có chiều sâu lịch sử từ khi Nga còn là Liên Xô cũ. Ngoài giao thương kinh tế, kết giao chính trị và trao đổi trên các lĩnh vực, thì Nga cũng là quốc gia chuyển giao khoa học công nghệ cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trên Biển Đông. Sự xuất hiện của Nga cùng cái bắt tay cùng nhau khai thác dầu mỏ, khí đốt trên Biển Đông, vô hình chung, Nga đã giúp cân bằng quyền lực ở Biển Đông, khiến cho người láng giềng với dạ tâm tham lam chỉ dám ngồi nhìn cả kiện nhẹ mà không động chân, động tay với các quốc gia trong khu vực.
mới đây có một sự kiện hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam là sự xuất hiện của con tàu mang tên Vệ sĩ Oprah của Nga tại cảng Nha Trang. Lễ đón tàu Vệ sĩ Oprah được diễn ra tại cảng Nha Trang với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, lãnh đạo Viện Hải Dương, Học viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ trì phía Việt Nam, đại diện các bộ, sở, ban, ngành liên quan. Vâng, thưa các bạn, con tàu công nghệ khủng của Nga mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là con tàu khảo sát, nghiên cứu biển Academic Oprah, tên thuần Việt là Viện sĩ Oprah. Con tàu này được đóng vào năm 1985 tại Phần Lan, nhưng mang quốc tịch Liên bang Nga. Chủ sở hữu là Viện Hải Dương Học, CSOP, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Đơn vị điều hành là Viện Hóa sinh hữu cơ Thái Bình Dương, Phân viện phía Đông, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Mặc dù ra đời gần 40 năm, nhưng con tàu này cũng mang những thông số kỹ thuật rất đáng mơ ước. Chiều dài của con tàu là 75,5m, ngang 15m, hạ thủy tối đa 4,7m, tổng trọng tải 2.600 tấn, động cơ 3.500 bhp, tốc độ 15,2 hải lý trên giờ. Tàu Academic Oprah có 3 tầng được thiết kế đặc biệt chuyên dụng với hệ thống phòng thí nghiệm cho các nghiên cứu về hóa sinh, sinh hóa, hóa học, vi sinh vật biển. Chính vì vậy, nó cũng được mệnh danh là Viện Nghiên cứu Biển Lưu động. Chưa hết, tàu Viện sĩ Oprah còn được trang bị nhiều thiết bị nghiên cứu bao gồm lưới mẫu sinh vật phù du, cào đáy chuyên dụng được lắp đặt trên tàu, thiết bị lặn scuba, các thiết bị định vị, cano chuyên dụng để dành riêng cho hoạt động khảo sát, nghiên cứu biển của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Ngoài ra, tàu còn được thiết kế các phòng với đầy đủ tiện nghi, phục vụ thủy thủ đoàn lên tới 32 người cùng với 40 nhà khoa học nghiên cứu trên tàu. Đúng là một viện nghiên cứu khoa học trên biển thực sự, các bạn ạ. Còn gì tuyệt vời hơn khi các nhà khoa học được sống và làm việc ngay trên những phòng nghiên cứu ngoài biển khơi. Nhờ thiết kế hiện đại này mà những nhà khoa học có thể đạt được kết quả nghiên cứu tốt nhất có thể. Bởi những mẫu vật lấy từ đại dương ngay lập tức được mang vào phòng nghiên cứu để phân tích chứ không mất thời gian di chuyển, bảo quản từ biển và đất liền, đến những phòng thí nghiệm chuyên dụng nữa. Nhờ vậy mà những nghiên cứu được đảm bảo và có kết quả tốt nhất. Thưa các bạn, đây không phải là lần đầu tiên Việt-Nga cùng nhau khảo sát nghiên cứu biển. Đây là chuyến khảo sát thứ tư nhằm triển khai lộ trình hợp tác trong nghiên cứu biển giai đoạn 2018-2025 giữa Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Giáo sư Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, con tàu này có 7 chuyến khảo sát chung với Việt Nam trước đây. Nó cũng góp sức rất lớn cho công tác đào tạo cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo lãnh đạo Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chuyến khảo sát lần thứ 8 này mang ý nghĩa quan trọng. Vì đây là lần đầu tiên thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai viện Hàn Lâm vừa được thông qua tại khóa họp lần thứ 24 Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Nga vào tháng 4 năm 2023, cũng như góp phần triển khai hiệu quả biên bản khóa học 24 giữa chính phủ hai nước. Cùng quan điểm với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, truyền hình trực tiếp từ trụ sở Viện Hàn Lâm Khoa học Nga tại thủ đô Moscow và từ phân viện Viện Đông tại Vladivostok, giáo sư viện sĩ Panchenko Vladislav Yakovlevich, Phó Chủ tịch phụ trách hợp tác quốc tế Viện Hàn Lâm Khoa học Nga và giáo sư viện sĩ Yuri Kuchin. Chủ tịch phân viện Viện Đông nhấn mạnh vai trò hợp tác khảo sát biển trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đào tạo của hai Viện Hàn Lâm, đồng thời đánh giá nỗ lực và sự hợp tác tích cực từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để chuyến khảo sát lần thứ 8 tiến hành theo dự kiến. Thưa các bạn, sự xuất hiện của tàu Viện sĩ Oprah không chỉ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trên biển, mà còn giúp Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế, việc tăng cường sự hiện diện của lực lượng nghiên cứu khoa học của Nga trên biển. Một mặt là cơ hội để các nhà khoa học Nga tham gia thực địa, khảo sát nghiên cứu Biển Đông, mặt khác cũng là để quảng bá khoa học biển Việt Nam trên trường quốc tế. Chuyến khảo sát lần này một lần nữa thắt chặt những hoạt động nghiên cứu chung và tình hữu nghị giữa các nhà khoa học Việt-Nga, các nhà khoa học Viện Hàn Lâm. Ngay sau khi hoàn thiện công tác hậu cần, tàu Viện sĩ Oprah sẽ nhổ neo ra khơi cùng gần 40 nhà khoa học thuộc các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành của hai Viện Hàn Lâm trong khoảng một tháng. Trong số 40 nhà khoa học này, thì phía Việt Nam có sự tham gia của 19 nhà khoa học đến từ các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thưa các bạn, trước đó, tàu Viện sĩ Oprah từng nhiều lần đến Biển Đông để nghiên cứu khoa học. Chuyến khảo sát đầu tiên tại khu vực Biển Đông của tàu Viện sĩ Oprah được tiến hành vào năm 1987, tiếp theo là các năm 1988 và 1989.
với sự tham gia của một số nhà khoa học của Viện Tài nguyên và Môi trường Biển và Viện Hải dương, Học viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trên cơ sở các thỏa thuận đã được ký kết giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã có 7 chuyến khảo sát được thực hiện bằng tàu viện sĩ Oberon trên toàn vùng biển Việt Nam vào các năm 2005, 2007, 2010, 2013, 2016, 2018, 2021 và chuyến khảo sát lần thứ 8 năm 2023 này. Các bạn thân mến, việc Nga đưa tàu nghiên cứu khoa học đến Việt Nam và cùng Việt Nam khảo sát Biển Đông không phải lần đầu. Nhưng tại sao con tàu này lại xuất hiện vào đúng thời điểm này khi mà nhà nước Nga còn đang phải vật lộn với cuộc chiến tại Ukraine và các lệnh cấm vận từ phía của phương Tây chứ không nhàn rỗi gì? Tất cả đều có lý do của nó các bạn ạ. Trước khi con tàu khảo sát biển cùng các nhà khoa học Việt-Nga vươn khơi thì ở Biển Đông đã xảy ra một sự việc gây bức xúc. Cụ thể là vào ngày 10 tháng 5, hai nhóm chuyên gia theo dõi hành trình tàu biển đã phát hiện một chiếc tàu khảo sát Trung Quốc được hai tàu hải cảnh và 11 chiếc tàu cá hộ tống tiến vào khu vực khai thác khí đốt trên Biển Đông, ngoài khơi Việt Nam. Đây là một lô do các công ty nhà nước của Nga và Việt Nam vận hành. Theo các dữ liệu có được, đội tàu Trung Quốc đã đi vào khu vực lô 0403 của Vietsopetro, một liên doanh giữa hai tập đoàn Yarubenet của Nga và Petrolimex và vẫn đang ở trong khu vực cho đến tối. Dữ liệu cho thấy, nhóm tàu Trung Quốc cũng áp sát các lô 051B và 051C do công ty dầu khí Nhật Bản Idemitsu điều hành. Thưa các bạn, Trung Quốc thường xuyên về các quốc gia trong khu vực Biển Đông tố cáo sử dụng lực lượng hải cảnh và cả một hạm đội tàu đánh cá, vốn bị nhiều người cho là tàu quân dân biển trá hình để đe dọa và làm gián đoạn các hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông, kể cả vùng ngoài khơi Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Rapwell, chủ nhiệm dự án Mosul về Biển Đông của Đại học Stanford, Mỹ, thì hành động lần này của Trung Quốc có tính chất bất thường vì họ huy động một số lượng lớn tàu dân quân và tàu hải cảnh. Theo chuyên gia này, có vẻ đây là một thông điệp về quyền tài phán của Trung Quốc đối với các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Vậy Việt Nam đã phản ứng trước sự việc này như thế nào? Mặc dù không công khai trên truyền thông một cách rầm rộ, nhưng Việt Nam cũng âm thầm tỏ thái độ cứng rắn đối với hành động bất thường của nước bạn. Theo dữ liệu phân tích cho thấy, có ít nhất 3 chiếc tàu kiểm ngư của Việt Nam đã tiến sát các tàu Trung Quốc, một mặt để cảnh báo, mặt khác để xua đuổi tàu Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và như thường lệ, khi bị phát hiện như một vị khách không mời và yêu cầu ra khỏi nhà, thì phía Bắc Kinh vẫn giở chiêu bài cũ là nhây và phủi sạch âm mưu. Họ cho rằng tàu của họ chỉ hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Cái gì là quyền tài phán của Trung Quốc? Đây rõ ràng là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vì theo các dữ liệu từ tổ chức phi lợi nhuận độc lập mang tên dự án Đại ký sự Biển Đông, thì tàu Trung Quốc cách giàn khoang đang hoạt động của Nhật Bản khoảng 18 km và cách giàn khoan Nga-Việt khoảng 32 km. Theo nguồn tin này, tàu nghiên cứu Trung Quốc đã di chuyển hết tốc lực trước khi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng sau đó đã giảm tốc độ còn 4-5 hải lý trên giờ, chứng tỏ là họ đang tiến hành khảo sát. Tổ chức này cũng bày tỏ quan điểm khi cho rằng tất cả các cuộc khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia mà không có thông báo trước đều bị coi là mang tính chất thù địch hoặc khiêu khích. Các chuyên gia nghiên cứu độc lập cho rằng hành động khiêu khích này của Bắc Kinh có vẻ như nhằm gây sức ép buộc Việt Nam dừng chiến dịch khoan mới ở lô 051A. Vâng thưa các bạn, phải nói rõ rằng hoạt động thăm dò của Việt Nam tại lô 051A diễn ra lâu nay. Lô dầu khí này nằm trong mỏ Đại Hùng thuộc vùng biển Tư Chính được Việt Nam phát hiện năm 1988. 20 năm qua, Việt Nam đã hợp tác với nhiều công ty như Yarubenet của Nga, PHP của Australia, Total của Pháp, Petronas của Malaysia và Sumitomo của Nhật Bản tại đây. Thế nhưng, Bắc Kinh vẫn không thể chấp nhận điều này, còn nhiều lần đưa tàu vào quấy rối. Lần gần nhất Trung Quốc đưa tàu vào khu vực Bãi Tư Chính là vào tháng 7 năm 2019. Lúc đó, tàu nghiên cứu Hải dương Địa chất 8 và 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã hoạt động trong vùng biển này của Việt Nam trong hơn 2 tháng. Việt Nam khi đó đã lên án hành động của Trung Quốc. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS, hoạt động của tàu Trung Quốc hướng rừng Hồng 10 xâm phạm EEZ và thềm lục địa, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Mà theo UNCLOS, bất kỳ hoạt động nghiên cứu, khảo sát nào trong EEZ đều phải được quốc gia ven biển cho phép. Ngay lập tức, tàu cảnh sát biển theo sát và cảnh cáo tàu Trung Quốc như đã nói ở trên, thì trên mặt trận ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã một lần nữa lên tiếng khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã khẳng định Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán với các vùng biển tại Biển Đông, được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông không có gì thay đổi, ngay cả trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới hiện nay. Việt Nam luôn thể hiện quan điểm nhất quán trước các vụ xâm phạm vùng biển, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng cũng cho biết họ đã và đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam. Đối với vấn đề Biển Đông, Việt Nam cũng yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế và tuyên bố chung giữa Trung Quốc và ASEAN về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Điều này có lẽ chúng ta đã nghe rất nhiều lần rồi, thế nhưng đối với Bắc Kinh mà chỉ nói tuyên bố thôi là chưa đủ, nó chẳng khác nào đàn gảy tai trâu mà Bắc Kinh cố tình nghe không hiểu, hoặc có hiểu cũng làm thinh. Chính vì vậy mới có sự xuất hiện rất đúng thời điểm của tàu nghiên cứu khoa học Nga mang tên Viện Sĩ Operan cùng với 40 nhà khoa học Việt-Nga tiến vào Biển Đông. Việc khảo sát nghiên cứu khoa học trên Biển Đông cũng là một cách để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Lời tuyên bố không trên văn bản nhưng vô cùng đanh thép rằng đây là đất nhà tôi có quyền nghiên cứu khảo sát và sau đó ta sẽ có những hoạt động sâu hơn trên vùng biển của mình. Không ai có quyền tước đi điều đó hay ngăn cản điều đó, Việt Nam hợp tác với Nga cũng là một kênh truyền thông hữu hiệu để lan tỏa điều này đến các quốc gia trên thế giới. Hơn nữa, Nga cũng sẽ là một đối trọng lớn khiến Bắc Kinh phải chùn bước, không thể nghênh ngang trên sân nhà người khác một cách vô lý như vậy.